giả của kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Chân Dung, hoa hậu người Việt tại Úc bị nghi bắt quả tang bán dâm vào chiều ngày 12 tháng 7, mặc ngây thơ sống sang chảnh hàng hiệu. Hoa hậu Việt Nam tại Úc 2015 tên là Julie Nguyễn, được mệnh danh là hoa hậu con nhà giàu bởi cô thường check-in những nơi sang chảnh khoe hàng hiệu đi siêu xe. Hiện cô đã khóa máy và không thể liên lạc được. Chiều 12 tháng 7, tổ trinh sát ập vào chung cư cao cấp ở quận 7 bắt Lục Triều Vĩ, 27 tuổi, quê Đà Nẵng, đang điều một số diễn viên người mẫu khác tiếp tục đi phục vụ cho khách hàng sang. Một trong ba cô gái bị bắt quả tang bán dâm ở khách sạn 4 sao là hoa hậu người Việt tại Australia năm 2015. Những người đẹp khai trước đó Lục Triều Vĩ liên hệ kêu họ đến đây tiếp ba doanh nhân với giá 18.000 đến 30.000 đô. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc lấy lời khai. Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc năm 2015 là Jolie Nguyễn, tên thật là Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1997. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh rất thu hút, chiều cao 1m70 cùng số đo 86, 58-88 của Jolie cũng là điều khiến cô trở nên nổi bật. Gia nhập showbiz Việt, Jolie Nguyễn dành thời gian trau dồi khả năng diễn xuất vì cô mong muốn có thể thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, một niềm đam mê khác của mình. Cô tâm sự, là một hoa hậu quốc tế, tôi luôn giữ cho bản thân mình những chuẩn mực riêng khi tham dự event, sự kiện, chẳng hạn như đến đúng giờ mặc đúng dress code, yêu cầu trang phục, hòa nhã với mọi quan khách. Gia đình di cư sang Úc từ năm Jolie 7 tuổi, suốt khoảng thời gian đó cô sống và học tập tại đây. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, nên Jolie đã tập quen với việc kiếm tiền và bắt đầu tự lập từ năm 15 tuổi. Về cuộc sống thường ngày, Jolie sở hữu phong cách thời trang gợi cảm. Cô ưu tiên lựa chọn những thiết kế khoe bao vòng nóng bỏng. Chân dài cũng từng được gọi với danh xưng hoa hậu con nhà giàu khi thường xuyên check-in ở những địa điểm sang trọng, cũng như xuất hiện với những bộ cánh phụ kiện đắt tiền. Với Jolie, mọi người luôn nghĩ cái hình ảnh của Jolie là mean girl, lúc nào cũng rít kích, đi học phải siêu xe, đến đón xong rồi lại đồ hiệu này. Thật ra ở ngoài đời Jolie không mean như vậy đâu, chỉ là hình ảnh thôi, cô từng chia sẻ. Jolie Nguyễn chính là một trong ba cái tên nổi bật nhất cùng với Tiên Nguyễn và Trinh Hoàng nằm trong rít kích ốc Việt Nam được nhắc đến trên một tài chính của trang Business Insider, một tờ báo điện tử về doanh nghiệp, người nổi tiếng và các tin tức công nghệ Mỹ. Cho đến thời điểm hiện tại, Jolie có một bộ sưu tập với rất nhiều những món đồ tự mua, được tặng hay quà của nhãn hàng. Tất cả luôn được Jolie trân trọng và cất giữ kỹ lưỡng. Do phải thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Úc, nên Jolie chỉ để một phần những món đồ hiệu của mình ở Việt Nam để trưng diện hàng ngày hoặc đi sự kiện. Tuy vậy, trong căn hộ tiện nghi đang sống ở thành phố, vẫn dễ dàng chiêm ngưỡng những món đồ xa xỉ đắt tiền được Jolie trưng ngay ngắn trên một tủ, mà đếm sơ sơ có tới gần 100 đôi giày cùng hàng chục chiếc túi xách từ thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Hiện tại cô đang tham gia các chương trình game show truyền hình thực tế, tham gia các hoạt động thiện nguyện và làm kinh doanh cho riêng mình. Được biết, người đẹp này đã khóa máy và truyền thông không thể liên lạc được.